Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Hiền sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người đó chính là cái cách dùng toner làm sao mà có hiệu quả nhất. Vì sao Hiền chia sẻ với mọi người là trong cái bước dưỡng da chúng ta đừng bỏ quên cái bước toner nhé. Bởi vì khi cái chúng ta dưỡng da mà chúng ta bỏ qua cái bước toner thì cái hiệu quả dưỡng da chỉ đạt đến 70% thôi. Cái bước toner rất là quan trọng luôn. Và hiện tại Hiền đang dùng và đang cầm trên tay là cái sản phẩm toner của Bạch Linh Bách Y Sâm. Cái dòng sản phẩm này toner là dùng cho phù hợp với tất cả các loại da. Từ da thường, da khô, da hỗn hợp, da thiên dầu, tất cả các loại da luôn. Nhưng với những bạn da dầu, da mụn thì đây là một cái dòng toner rất là tuyệt vời luôn dành cho tất cả các bạn nhé. Và dùng như thế nào cho đúng thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả mọi người nhé. Chúng ta sẽ sóc lên như vậy và chúng ta mở nó ra. Chúng ta lấy cái bông tẩy trang chúng ta mua hiệu thuốc ấy, ta kẹp vào hai tay như này. Và mọi người cho đúng vào cái viền này thôi nhé. Cho ướt hai cái chỗ này thôi đó, xong mọi người vỗ lên mặt đó, động tác vỗ như vậy để cái toner nó thẩm thấu vào da của mình. Trời ơi, khi mà rửa mặt xong mà cứ đưa cái toner vào da của chúng ta thì da chúng ta nó rất là mềm mịn luôn, được cấp ẩm ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta rửa mặt thì cái độ pH da chúng ta sẽ thay đổi, và cái bước toner là cái bước cân bằng độ pH cho da của chúng ta, làm da chúng ta sạch sâu thêm một lần nữa, làm da chúng ta được mềm mịn mướt đó mọi người, thấy không ạ? Rất là mềm mịn mướt luôn. Sau khi chúng ta vỗ xong thì chúng ta sẽ có động tác vuốt nhẹ lên như vậy, để trong còn các cái dầu thừa nào ở trong cái lỗ chân lông ấy, nó sẽ theo cái bông toner để đi ra hết. Thì lúc đấy cái da chúng ta mới được sạch 100% nhé. Muốn có một làn da khỏe đẹp thì trước tiên chúng ta cái bước làm sạch là quan trọng nhất. Dù bạn có bôi kem dưỡng da đắt tiền bao nhiêu, những bước làm sạch của các bạn chưa sạch chẳng hạn, thì cái kem dưỡng đó nó không thẩm thấu hết vào da chúng ta, và nó còn là nguyên nhân nhiều khi gây ra mụn nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Hiền. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.